Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Phú Trọng sai phạm trong quản lý đất đai ở Hà Nội ra sao? Ngày 18 tháng 3, Thanh tra thành phố Hà Nội vừa công khai kết luận vi phạm tại dự án tổ hợp dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm và đề nghị kỷ luật hàng loạt các cá nhân, trong đó có ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Văn Sửu, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bị đề nghị kiểm điểm do sai phạm liên quan đến dự án Dim Tower tại phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thanh tra thành phố Hà Nội vừa công bố kết luận về việc thanh tra vi phạm tại dự án tổ hợp dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở tên thương mại là Dim Tower tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, dự án do công ty cổ phần cơ khí xây dựng Đại Mỗ, công ty Khoma 6 làm chủ đầu tư. Theo kết luận của cơ quan thanh tra, trong quá trình thực hiện dự án, công ty Khoma 6 một số cơ quan khác đã để xảy ra nhiều sai phạm. Theo đó, công ty Khoma 6 đã sử dụng 37.238,6 m² đất tại xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, nay là phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, từ năm 1966 để sản xuất cơ khí. Năm 2008, công ty Khoma 6 tiến hành lập dự án và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng 37.000 m² đất thuộc sở hữu của công ty này. Đến năm 2009, Ủy ban nhân dân thành phố chính thức chấp thuận cho phép Khoma 6 nghiên cứu, lập và thực hiện dự án với tổng mức đầu tư ban đầu là 283 tỷ đồng. Kết luận thanh tra cho biết báo cáo tài chính năm 2008 chưa được kiểm toán ghi nhận. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty Khoma 6 là 24 tỷ đồng, không bảo đảm 20% tổng mức đầu tư của dự án, tổng mức đầu tư là gần 283 tỷ đồng. Mặc dù Sở Tài chính đã yêu cầu công ty tiến hành các thủ tục để được bổ sung vốn điều lệ và tăng nguồn vốn sở hữu theo đúng quy định hiện hành, nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư lại không yêu cầu công ty này bổ sung vốn điều lệ và tăng nguồn vốn chủ sở hữu mà vẫn ban hành văn bản số 1148 ngày 26 tháng 11 năm 2009, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị cho phép công ty Khoma 6 nghiên cứu, lập và thực hiện dự án. Văn bản này do ông Nguyễn Văn Sửu, khi đó là giám đốc Sở Khoa học Đầu tư, ký. Theo kết luận thanh tra, trách nhiệm trong việc trên thuộc phòng đô thị Sở Kế hoạch Đầu tư vào thời điểm năm 2009-2010, nay là phòng quản lý ngân sách. Ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2010 và ông Nguyễn Văn Sửu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2009-2010 đã ký văn bản theo đề xuất của phòng, ban chuyên môn và thiếu sự kiểm tra, xem xét. Cơ quan thanh tra kết luận điều tra này trái với những quy định tại khoản 3 điều 6 quyết định 22/2007 ngày 9 tháng 2 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trong đó quy định Sở Kế hoạch Đầu tư và cơ quan xem xét trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu, lập và triển khai dự án đầu tư. Không những thế, việc này cũng trái quy định tại điểm A khoản 3 điều 22 quyết định số 15/2007 ngày 23 tháng 1 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong đó quy định nội dung thẩm tra năng lực tài chính của nhà đầu tư, nguồn vốn chủ sở hữu không nhỏ hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án do nhà đầu tư đề xuất, khả năng huy động vốn của nhà đầu tư để thực hiện theo tiến độ của dự án. Cơ quan thanh tra cho biết năm 2010 khi lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư là 1.186 tỷ đồng, trong khi đó nguồn vốn chủ sở hữu của công ty Khoma 6 chỉ có 13,6 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 bằng 1,1% tổng mức đầu tư, theo quy định số vốn này không đủ năng lực tài chính. Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội khi đó là Nguyễn Văn Tứ vẫn ký văn bản số 430 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án.
Điều này cũng là chưa thực hiện đúng quy định của ông Nguyễn Văn Tứ và Chánh Văn phòng Thành ủy vào tháng 12 năm 2019. Ông Tứ đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra những sai phạm liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile. Như vậy, mới trong quý đầu tiên năm 2020, đây là cán bộ cấp cao thứ hai của thủ đô Hà Nội được ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đưa vào lò. Ngày 10 tháng 1 năm 2020, trước dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Ngày 10 tháng 1 năm 2020, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, theo Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất trong hệ thống ở Việt Nam hiện nay thì trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Hoàng Trung Hải đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên, dự án Tisco 2, gây thất thoát khoảng 8.000 tỷ đồng. Theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ, vi phạm khuyết điểm của ông Hoàng Trung Hải là phải nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Các sai phạm của ông Hoàng Trung Hải được nhắc đến lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 12 năm 2019, khiến dư luận trong nước quan tâm theo dõi cũng như thắc mắc về mức độ kỷ luật sẽ như thế nào và sự nghiệp chính trị của ông Hoàng Trung Hải sẽ đi về đâu. Mức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hoàng Trung Hải được coi là giơ cao đánh khẽ. Theo luật lao động thì cảnh cáo là hình thức nhẹ nhất, thấp nhất trong 7 hình thức cảnh cáo. Theo điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì có 4 mức kỷ luật, thứ nhất là phê bình, thứ hai là khiển trách, thứ ba là cảnh cáo và thứ tư là khai trừ. Phê bình thì không ghi lý lịch, nhưng từ khiển trách, cảnh cáo đến khai trừ thì sẽ phải ghi lý lịch và sẽ có hậu quả về mặt hành chính nhà nước chứ không chỉ là kỷ luật đảng nữa. Trong cuộc đốt lò của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là không công bằng, không đến nơi đến chốn và không triệt tiêu được tận gốc rễ của tham nhũng. Đó chính là thể chế độc đảng dẫn đến độc tài và độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu như trường hợp của ông Đinh La Thăng, đương kim Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Sài Gòn bị khởi tố hình sự và bị tuyên án với mức án nặng nề 30 năm tù giam về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN góp vốn vào Ngân hàng Đại dương Ocean Bank và vụ xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Hay trong vụ AVG Mobile Phone đã làm thất thoát ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng, khiến cho hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là Nguyễn Bắc Son phải chịu hình phạt chung thân và Trương Minh Tuấn là 14 năm tù. Riêng vụ dự án giai đoạn 2 mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên thôi thiệt hại 8.000 tỷ là nhiều hơn cả vụ AVG mà Hoàng Trung Hải chỉ bị kỷ luật cảnh cáo. Hơn thế nữa, theo nhà báo Võ Văn Tạo, tội của ông Hoàng Trung Hải khi làm Phó Thủ tướng đặc trách khối công nghiệp không chỉ dừng lại ở nhà máy gang thép Thái Nguyên mà còn liên quan đến 11 dự án khác. Đến giờ hậu quả của nó là dự án nào cũng thua lỗ ngàn tỷ cho đến chục ngàn tỷ. Nhà báo Phạm Thành phân tích thêm, cái tội của Hoàng Trung Hải không chỉ là gang thép Thái Nguyên mà toàn bộ hệ thống nhiệt điện của Trung Quốc đã đưa vào Việt Nam. Khi Hoàng Trung Hải còn làm Phó Thủ tướng đã rước về nhận mấy cái ghế và mấy cái phế thải ấy về, lẽ ra Trung Quốc phải mất tiền thuê bãi làm phế thải, nhưng Hoàng Trung Hải lại tổ chức đưa về thì phải trả tiền cho Trung Cộng. Bản thân của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là tác giả của chiến dịch đốt lò để mang lại luồng sinh khí mới cho bầu không khí chính trị ở Việt Nam cũng bị phát hiện nhiều sai phạm khi ông còn là Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Xin nhắc lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời còn là Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội cũng dính vào những sai phạm 3.000 tỷ đồng trong dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long, Sibucha Hà Nội International City vào năm 2002. Đây là một dự án bất động sản đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam thời bấy giờ, với số vốn đầu tư đăng ký lên 2,11 tỷ đô la do tập đoàn Sibucha Indonesia làm chủ đầu tư. Đó là việc nhằm giúp tập đoàn Sibucha Indonesia trốn mức thuế sắp áp dụng từ năm 2005. Khi đó, ông Hoàng Văn Nghiên, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng đã thống nhất ưu tiên cho tập đoàn Sibucha nộp thuế theo mức đặc cách,
Quyết định của ông Nghiên, ông Trọng giúp cho Sivucha đã đem lại siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư và có những đồn đoán cho biết chủ đầu tư có thể đã hối lộ cho những cán bộ chủ chốt của Hà Nội lúc đó hàng triệu đô la. Tuy nhiên, cho đến hơn một năm sau, việc cấp sổ đỏ của hàng nghìn biệt thự tại khu đô thị Nam Thăng Long Sivucha bị gặp cản trở và trở ngại do cố tình áp sai thuế một cách nghiêm trọng. Việc này khiến cho liên ngành thuế gồm thành phố gồm có Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường và Cục Thuế Hà Nội buộc phải đi đến quyết định đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sung 1.400 tỷ đồng tiền sử dụng đất đối với dự án Sivucha. Trong số hơn 3.000 tỷ đồng thất thoát không chỉ liên quan trực tiếp đến sai phạm tại dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long Sivucha, ông Nguyễn Phúc Trọng cũng có một vai trò nhất định trong vụ xẻ thịt rừng phòng hộ Sóc Sơn gây bức xúc trong dư luận suốt nhiều năm qua. Rừng phòng hộ Sóc Sơn bị xẻ thịt bởi các biệt phủ mà Nguyễn Phú Trọng có liên đới trách nhiệm. Vụ việc khu biệt thự của ca sĩ Mỹ Linh và biệt phủ của họa sĩ Thành Trương được xây trên rừng phòng hộ đã gây nên nhiều chú ý và nhiều ý kiến trong suốt nhiều năm qua. Từ năm 2001, vợ chồng của ca sĩ Mỹ Linh nhận chuyển nhượng diện tích 12.691m2 đất của ông Đỗ Xuân Lâm, nguyên là công nhân lâm trường. Việc chuyển nhượng của Ủy ban nhân dân xã Minh Phúc thực là xác nhận là Ủy ban nhân dân Sóc Sơn đã cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất 600m2 trên tổng diện tích 12.696m2 đất rừng phòng hộ nêu trên. Năm 2006, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm sau khi kiểm tra việc quản lý sử dụng đất rừng tại lâm trường Sóc Sơn và 9 xã như Minh Phú, Minh Chí, Hiền Ninh, Phù Ninh, v.v. Nhưng khu vực này lại thoát hiểm được một cách thần kỳ đến năm 2009. Ca sĩ này xây dựng các công trình nhà ở phòng thu và các công trình phụ cận như một nhà ở và một phòng thu diện tích 390m2, một bể bơi khoảng 60m2. Ngoài ra, gia đình của ca sĩ Mỹ Linh còn xây dựng nhà để xe và các công trình phụ trợ khác. Trong khi đó, đương kim Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội từ tháng 1 năm 2000 đến 26 tháng 6 năm 2006. Trách nhiệm của cựu Bí thư Hà Nội ở đâu trong việc hủy hoại rừng phòng hộ Sóc Sơn diễn ra trong suốt hai thập kỷ qua? Nhưng cuộc đốt lò sẽ đi đến đâu khi mà bản thân người đốt lò vĩ đại cũng phải chịu trách nhiệm trong rất nhiều vi phạm, quyết tâm chống tham nhũng của ông Trọng mà ông rêu rao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, cũng chỉ là không tưởng mà thôi. Thủ tướng đã hô xung phong, ai sẽ xông lên tuyến đầu? Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam vừa hô xung phong tại lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Giữa lúc trận chiến chống dịch viêm phổi Vũ Hán càng lúc càng căng thẳng, ông Phúc kêu gọi toàn dân chúng Việt Nam đóng góp theo khả năng của từng người. Có tiền góp tiền, có vật góp vật, có sức thì góp công sức, có ý kiến thì góp ý kiến, có ý tưởng góp ý tưởng. Và vào lúc này, với tình thế như vậy, Đảng ta, Quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta sẽ không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng, và hy vọng mọi người cùng nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Giống như Việt Nam, nhiều quốc gia trên toàn thế giới không hạn chế thì cũng kêu gọi dân chúng tự cách ly và các sinh hoạt thường nhật. Kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng, từ sản xuất, kinh doanh đến giao thương ngừng trệ trên diện rộng. Có lẽ chưa bao giờ cả người nghèo lẫn người giàu trên phạm vi toàn cầu cùng khóc như hiện nay. Cũng có lẽ chưa bao giờ các hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trên toàn thế giới bối rối như hiện nay vì không dự liệu được loại tình huống này nên chưa hề đặt định đối sách. Tuy nhiên, nếu theo dõi các diễn biến liên quan đến phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán, có thể nhận định ra rằng dù hết sức bị động, nhưng ở nhiều nơi trên toàn thế giới, bên cạnh việc đề ra những giải pháp vĩ mô nhằm nâng đỡ sản xuất kinh doanh, chống chọi để kinh tế không bị suy sụp, hệ thống kinh tế, hệ thống công quyền còn tìm đủ mọi cách để giảm mức tổn thương của những thành phần vốn bị xem là yếu thế trong xã hội. Trẻ con, người già, người nghèo, người tàn tật, người không may mắn, nhiễm virus. Chẳng hạn như tại Mỹ, khi ra lệnh đóng cửa các trường học để ngăn ngừa lây nhiễm, các viên chức hữu trách, các tổ chức xã hội lập tức nghĩ ngay đến những đứa trẻ mà gia cảnh khốn khó, vốn dĩ khó khăn. Trước nay vẫn trông chờ vào những bữa sáng, bữa trưa miễn phí tại trường để không suy dinh dưỡng.
Sử dụng Google với các từ khóa coronavirus, cold, shutdown and mail thì có thể tìm thấy hàng trăm triệu những kết quả mô tả địa phương tại Mỹ bù đắp những thiệt thòi này như thế nào. Có nơi các học khu vai trò na ná như các phòng giáo dục tại Việt Nam tổ chức phát hai bữa ăn một lần cho trẻ con và người tàn tật tại giai đoạn lề đường phía trước cổng trường cho trẻ con và người tàn tật. Những người có nhu cầu chỉ cần cho xe tạt vào lề đường, hạ cửa kính xuống là có thể nhận được phần ăn đã được đóng gói sẵn. Có nơi thì những chiếc xe buýt trước vẫn đưa họ đón học sinh, giờ trở thành phương tiện phân phối thực phẩm tại những trẻ em lên xuống xe mỗi ngày. Dẫu mỗi nơi một kiểu, song nhìn một cách tổng quát ở nhiều quốc gia, song hành với biện pháp phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán là đủ cách hỗ trợ nhằm giảm tổn thương cho những người thành phần yếu thế. Ngay cả những xứ chưa được cộng đồng quốc tế thừa nhận có tư cách như một quốc gia cũng vậy. Cuối tháng Giêng, Quốc hội Đài Loan đã ngồi xuống để thảo luận xem dùng tiền trong công quỹ hỗ trợ cho những ai, ở mức nào và phương thức hiện tại ra sao. Nhờ vậy, tuần trước Đài Loan đã bắt đầu triển khai kế hoạch hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dịch Vũ Hán. Chẳng hạn như tất cả những người bị nghi nhiễm phải cách ly, không thể làm việc hay phải xin nghỉ làm việc vì bị kiểm dịch hoặc bị kiểm tra chăm sóc, người bị kiểm dịch, bị cách ly đều có quyền yêu cầu hỗ trợ. Mức hỗ trợ là 1.000 đài tệ, khoảng 33 đô la một ngày. Quyết định vừa kể được áp dụng từ ngày 15 tháng 1 và có quyền yêu cầu trợ giúp trong vòng 2 năm tính từ ngày bị kiểm dịch hay chấm dứt cách ly. Còn tại Việt Nam, từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán trở thành một trong những vấn nạn chính của quốc gia, Quốc hội chưa một lần nào họp. Tuần trước, Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam ông Nguyễn Hạnh Phúc phiên họp lần thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam sẽ không diễn ra vào ngày 10 tháng 3 như dự kiến vì có vấn đề của công tác chuẩn bị. Nếu phiên họp ấy không bị hoãn thì Ủy viên Quốc hội Việt Nam chỉ thảo luận về các nghị quyết, nghị định, dự luật chẳng dính dáng gì đến dịch bệnh và hỗ trợ ai. Tuy nhiên chưa có bất kỳ thống kê nào chính thức nào về thiệt hại mà virus Vũ Hán gây ra cho nền kinh tế xã hội Việt Nam. Nhưng ai cũng có thể cảm thấy mức độ nghiêm trọng từ tác động của dịch viêm phổi Vũ Hán đến tất cả các lĩnh vực Việt Nam tại Việt Nam khác với thiên hạ khi mà cả quốc gia đối diện với dịch bệnh. Trong hai tháng đầu tiên, tháng Giêng và tháng 2, điều duy nhất mà chính phủ ta bận tâm liên tục lặp đi lặp lại phải giữ vững và phải đạt được chỉ tiêu tăng trưởng. Cũng vì chỉ bận tâm đến chỉ tiêu tăng trưởng, hồi hạ tuần tháng 2, Tổng cục Du lịch thay mặt cho chính phủ từng hoan nghênh và cam kết hỗ trợ ý tưởng sử dụng nhiều biện pháp để biểu đạt sự thân thiện nhằm lôi kéo du khách châu Âu đến Việt Nam giữa mùa dịch bệnh. Trong khi đó, cả tuyên truyền giáo dục về nhân dân và không sợ lây nhiễm và ngần ngại thậm chí phản đối đón tiếp du khách châu Âu. Giờ ai sẽ gánh trách nhiệm trong tương quan giữa thân thiện để đạt chỉ tiêu tăng trưởng với đợt lây nhiễm mới này? Mãi đến đầu tháng này, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam mới ban hành một chỉ thị đặt định những giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa triển khai kinh tế xã hội. Chỉ thị 11. Theo đó, chính phủ sẽ dùng một gói tín dụng 250.000 tỷ để hệ thống ngân hàng rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi và một gói tài khóa 30.000 tỷ để miễn giảm thuế, lệ phí. Đã tròn nửa tháng nhưng chủ các doanh nghiệp vẫn chưa nhận được bất kỳ hình thức hỗ trợ nào từ chỉ thị 11. Tất cả các ngân hàng cũng như các bộ hữu trách thuộc chính phủ vẫn còn đang xem xét việc sử dụng các gói hỗ trợ. Tác dụng lớn nhất của chỉ thị 11 là gieo hy vọng. Từ khi virus gây dịch Vũ Hán xâm nhập Việt Nam, khoảng 30.000 doanh nghiệp đủ loại, đủ quy mô đã phải ngừng hoạt động. Người ta dự đoán con số này sẽ tăng rất nhanh trong vài tháng tới. Song chưa ngừng ở đó, Việt Nam không chỉ có doanh nhân Việt Nam còn có nhiều triệu công nhân và cũng như sắp mất việc. Nhiều triệu nông dân cũng chịu đựng hậu quả của dịch bệnh, vừa gánh chịu hậu quả của thiên tai và nhiều triệu người khác đang kiếm sống bằng đủ loại dịch vụ, có cả tên lẫn không tên lao đao. Chưa thấy đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta đề cập đến việc hỗ trợ họ
Chẳng lẽ đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta quên là đang của, đang do và đang vì những đối tượng này? Trong bối cảnh như hiện nay, ai hỗ trợ ngoài sự quan tâm và tiếp tục chút mọi nguồn lực quốc gia cho việc bảo đảm đạt chỉ tiêu tăng trưởng, kể cả cho cái gọi là đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đặc biệt là phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu, cho việc tổ chức đại hội đảng và các cấp nhằm bảo đảm đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 thành công tốt đẹp. Đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta chưa có thời gian, không đủ tâm lực, trí lực nghĩ tới những người cùng khổ. Tin mới nhất cho biết Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đang tổng hợp số liệu lao động bị chịu ảnh hưởng, mất việc làm tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước để báo cáo cho Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Những công nhân đã mất việc, thu nhập đang bị giảm vì doanh nghiệp phải giảm giờ làm, có quyền hy vọng như các doanh nhân đang được nuôi hy vọng. Còn những đứa trẻ đánh giày, những người tàn tật, những người già bán vé số, những người phụ nữ buồn gánh bán bưng thì sao? Thủ tướng Klemmer vừa hô sung phong một lần nữa, toàn dân lại được kêu gọi đóng góp tất cả những thứ họ có. Trên thực tế, qua thủ đủ loại thuế phí, mọi người từ giàu đến nghèo đã góp từ lâu. Bây giờ là dịp để xem đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta sẽ góp gì. Khoan nói chuyện góp lần này, các đồng chí lãnh đạo và hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương ở ta có dám từ bỏ những đặc quyền đặc lợi trong ăn ở, đi lại, làm việc, khám bệnh, chữa bệnh chăng? Đồng chí nào sẽ tiên phong trong việc nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, lá rành, lá lành, đùm lá rách của dân tộc? Đại khủng hoảng, đại suy thoái kinh tế đã đến tận cửa từng nhà. Xin đừng nhìn diễn biến của chống dịch virus ở Trung Quốc, ở Việt Nam bằng màu hồng. Xin đừng lạc quan tếu và cũng xin đừng ngạo nghễ nữa. Đại khủng hoảng, đại suy thoái kinh tế đã đến tận cửa từng nhà. Hà Nội mỗi ngày đón hàng ngàn người Việt ở nước ngoài trở về nhà. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến trong vài ngày tới đón 17.000 người Việt hồi hương. Các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung đang được gấp rút chuẩn bị. Đến thời điểm này, có thể nói Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn 1 trong tiến trình lây lan của đại dịch, tức khoanh vùng, cách ly, theo dõi việc phát tán và chưa có bước 2 của giai đoạn hành động để giảm thiểu lây lan thiệt hại khi dịch bệnh đã phát tán ra cộng đồng. Như thế nghĩa là đỉnh dịch vẫn chưa tới, nhưng khi đỉnh dịch tới thì đất nước chưa tan hoang vì virus như Trung Quốc, Ý và nhiều quốc gia châu Âu khác thì nền kinh tế đã đứng trước nguy cơ toang vì đại dịch. Đại khủng hoảng kinh tế đối với Việt Nam không còn là dự báo. Những hậu quả nghiêm trọng, những tác động khủng khiếp từ đại dịch đã chính thức bắt đầu. Thông tin mới nhất là Mỹ đã ngừng nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong ít nhất 3 tuần tới vì dịch bệnh. Châu Âu ngưng ít nhất 1 tháng, cũng cùng nguyên nhân đại dịch đang hoành hành. Mỹ và EU đang là hai thị trường lớn nhất trong cơ cấu kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam, với tổng số 50,2% tổng kim ngạch trong năm 2019, tức khoảng 19,6 tỷ đô la. Nhưng tin xấu còn đến từ Hàn Quốc, nơi đóng góp 4,2 tỷ đô la trong kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam. Đơn hàng đã đặt bị hủy tới 50% chỉ riêng 3 thị trường này, quy mô đã lên đến gần 24 tỷ đô la. CDC Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho rằng phải 12 đến 18 tháng nữa mới có thể khống chế được dịch bệnh. Như vậy có nghĩa là những tổn thất về mặt kinh tế do đại dịch gây ra sẽ còn kéo dài, chứ không phải là 3 tuần như cách nhiều người vẫn lạc quan và hy vọng. Với dự báo ấy, nhiều ngành sản xuất, dịch vụ sẽ không thể nào thoát khỏi khủng hoảng và có thể sẽ dẫn tới những hệ lụy kinh hoàng đối với xã hội Việt Nam. Trong đại khủng hoảng, từ khủng hoảng y tế đến khủng hoảng toàn diện về kinh tế xã hội diễn ra trên toàn cầu, thắt lưng buộc bụng hạn chế, chi tiêu mua sắm sẽ như một quy luật trừ nhu phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men và vật tư y tế. Như vậy khủng hoảng không chỉ gõ cửa ngành dệt may mà tiếp theo đây sẽ tấn công vào ngành như da giày, đồ gỗ, điện tử. Tất cả đều là những ngành thâm dụng lao động riêng biệt, và dệt may, số lao động trong ngành này đã vào khoảng 3 triệu người. Thử tưởng tượng chừng ấy người lao động bị ảnh hưởng, thu nhập giảm sút, thậm chí sản xuất đình đốn, nhà máy đóng cửa,
công nhân mất việc làm thì đời sống xã hội sẽ bị xáo trộn đến mức độ nào? Đó là chưa kể những hệ lụy từ những việc ngưng cấp visa để hạn chế nhập khẩu dịch bệnh, ngành du lịch sẽ ra sao? Năm 2019, tổng doanh thu mà ngành du lịch thu về bao gồm cả 85 triệu lượt khách du lịch nội địa và 18 triệu lượt khách quốc tế là 720.000 tỷ đồng, tương đương với 31 tỷ đô la Mỹ. Nhưng năm nay thì sao? Chắc chắn là sẽ tan hoang. Tôi tiếp xúc với một số doanh nghiệp trong ngành du lịch và nhận thấy rằng ngay cả những doanh nghiệp lớn nhất trong ngành cũng chỉ nhìn thấy một màu xám xịt. Không xám sao được khi những ngày này phố xá thưa thớt người qua lại, nhà hàng, cửa hiệu điều hưu, thậm chí đóng cửa hàng loạt. Đó là những biểu hiện cho thấy không những thị trường xuất khẩu lao động mà cả nội địa cũng khốn đốn. Đó cũng là biểu hiện cho thấy doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể cũng bị thương, đã thoi thóp và đang dần chết mỗi ngày. Năm 2019, quy mô của nền kinh tế Việt Nam GDP vào khoảng 262 tỷ đô la. Nếu nhìn vào những ngành đang điêu đứng vì dịch bệnh như dệt may quy mô 39 tỷ đô la, du lịch 31 tỷ đô la hay kiều hối 17 tỷ đô la thì có thể nhìn thấy hậu họa là vô chừng. Trong mọi cuộc khủng hoảng kinh tế, thứ dễ nhìn thấy nhất là khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, thân hữu và nhà mặt phố, dài ba số, có thể chơi gôn vài tỷ đồng. Có những người chạy ăn từng bữa, những người mỗi tháng lương về tài khoản chưa kịp ấm chỗ đã phải rút sạch từng đồng để toàn lo nghèo khó và sẽ càng lớn hơn. Có những thứ chấp nhận mất mát vì đại dịch, thế giới ngoài kia cũng vậy, nhưng ít nhất người dân cần nhìn thấy những lúc khủng hoảng đang gõ cửa từng nhà, những người đang dẫn dắt quốc gia sẽ làm được gì cho nhân dân, cho những người yếu thế, cho những tầng lớp xã hội dễ bị tổn thương. Ít nhất, những người dân cần nhìn thấy những người quản trị quốc gia thực sự gánh vác sứ mệnh của mình, cho dân một niềm tin. Họ đang tìm đường, sẽ có một con đường và rồi mọi thứ sẽ ổn. Đây là lúc phải sát cánh bên cạnh nhân dân, phải xuất hiện những vai trò của một nguyên thủ quốc gia, xuất hiện đúng với những trọng trách của một số người dẫn dắt đến đất nước vượt qua khủng hoảng, chứ không phải là xuất hiện để sắp ghế trong tổ chức của mình như ông Trọng vừa làm vào ngày 19 tháng 3 vừa qua. Ông tái xuất hiện sau gần một tháng trời vắng bóng và sau đó thì ông chủ trì tiểu ban nhân sự trung ương để họp và bàn chia chác nhau những cái ghế quyền lực trong bộ chính trị mà không hề lo gì đến chuyện an nguy của đất nước và không hề quan tâm gì đến những nỗi bức xúc của người dân trong thời gian dịch cúm hoành hành như hiện nay. Các ông thực ra chỉ lo cho bản thân của mình chứ không hề lo gì cho người dân Việt Nam vốn đã đang khốn khổ và ngày càng đang sống trong eo uột. Trong thời kinh tế, thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của các ông đã vạch ra. Thực ra, định hướng xã hội chủ nghĩa là định hướng mọi tài sản của cải chui vào túi của các ông. Và cuối cùng thì người dân khổ vẫn hoàn khổ. Các ông hãy nhìn đất nước Việt Nam từ mũi Cà Mau chạy ngược lên tới tận ải Nam Quan, xem cuộc sống của người dân như thế nào. Chuyển qua chuyện cập nhật dịch của virus Vũ Hán vào ngày 21 tháng 3 này, thế giới đã có hơn 11.000 người chết, tăng tốc ở Ý và Tây Ban Nha. Tính đến 2 giờ sáng ngày 21 tháng 3, theo các số lượng chính thức, số người chết vì COVID-19 ở Ý và Tây Ban Nha đã lần lượt cán mốc 4.000 và 1.000. Pháp ghi nhận 87 người chết trong 24 giờ qua. Pháp, Ý, Tây Ban Nha và một số nước châu Âu khác đã yêu cầu người dân nên ở nhà, đe phạt nặng đối với các trường hợp vi phạm lệnh phong tỏa phòng dịch. Ngay ngày đầu tiên áp dụng, Pháp đã đạt được hơn 4.000 người. Châu Âu hiện đang có số người chết vì virus Vũ Hán chiếm hơn một nửa trong tổng số người chết của toàn cầu. Một ngày tăng kỷ lục nữa là số người chết ở Ý. Theo hãng tin AFP, ngày 20 tháng 3, Ý ghi nhận 627 người chết vì COVID Vũ Hán, mức tăng kỷ lục mới theo ngày tại nước này đưa số người chết vượt qua mốc 4.000 người bất chấp những nỗ lực chống dịch của chính phủ. Tỷ lệ chết vì virus Vũ Hán theo ngày ở quốc gia Địa Trung Hải hiện đã cao hơn những số liệu công bố chính thức của Trung Quốc vào thời điểm điểm dịch tại Vũ Hán, Hồ Bắc. Ý đang trở thành tâm dịch của virus Vũ Hán mới ở toàn cầu.
Chỉ trong vòng chưa đầy 4 tuần, nước này đã ghi nhận số người chết cao hơn số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc công bố kể từ khi mới bùng dịch cuối tháng 12. Tính đến 2 giờ sáng ngày 21 tháng 3 giờ Việt Nam, tổng số người chết ở Ý là 4.032 người. Số ca nhiễm tăng thêm trong ngày 30 tháng 2. Xin lỗi các bạn, ngày 20 tháng 3 tại đây là 6.000, đưa tổng số ca bệnh virus Vũ Hán ở Ý tăng lên 47.021 ca. Như vậy hiện tại quốc gia 60 triệu dân này đang chiếm 36,2% số ca tử vong toàn cầu vì virus Vũ Hán và tỷ lệ chết vì bệnh này đã lên đến 8,6%, cao hơn hầu hết các nước khác trên thế giới. Tây Ban Nha gần 20.000 ca nhiễm và hơn 1.000 người ca chết. Số người chết tăng cao cũng đã xảy ra tại ở một quốc gia châu Âu khác là Tây Ban Nha, khi ngày 20 tháng 3 nước này có tổng cộng 1.002 người chết sau khi tăng thêm 235 người chết trong 24 giờ qua. Số bệnh nhân virus Vũ Hán tại đây là gần 20.000 người theo Bộ Y tế của Tây Ban Nha. Số người nhiễm tăng vọt và số người chết vượt mốc 1.000 khiến cho Tây Ban Nha trở thành một trong 4 nước bị ảnh hưởng bởi dịch virus Vũ Hán nặng nhất thế giới. Chỉ trong vòng 7 ngày qua, số người chết tại Tây Ban Nha đã tăng gấp 4 lần. Pháp có thêm 78 người chết trong 24 giờ qua. Ngày 20 tháng 3, Pháp ghi nhận thêm 78 người chết, nâng tổng số người chết vì virus Vũ Hán ở nước này lên 450 người. Tổng cục Y tế Pháp, bác sĩ Jérôme Salomon cho biết hiện nước này có 12.612 ca nhiễm, song cảnh báo đây là con số tối thiểu so với số liệu thực mà những người bị nhiễm bệnh. Ông Jérôme Salomon cũng nói hiện có 5.226 người đang trong viện và 1.300 người trong đó phải nằm phòng hồi sức tích cực. Có một nửa số bệnh nhân dưới 60 tuổi, ông nói cảnh báo dịch bệnh cũng có thể tác động tới những người trẻ tuổi. Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh quyết định của thống đốc các bang New York, California trong việc phát lệnh yêu cầu mọi cư dân ở trong nhà. Đó thực sự là hai điểm nóng, ông nói. Tuy nhiên ông Trung cũng nói ông không nghĩ cần phải thực thi một lệnh phong tỏa trên phạm vi cả nước Mỹ. Ngay sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump, thống đốc của bang Illinois, thống đốc bang Colette Tykert cũng đã yêu cầu mọi người dân ở trong nhà hạn chế ra ngoài. Các lệnh yêu cầu người dân ở trong nhà này đặt ba thành phố đông dân nhất của Mỹ là New York, Los Angeles, Chicago vào tình trạng phong tỏa. Bang California, một trong những bang bị ảnh hưởng dịch nặng nhất ở Mỹ, có hơn 1.000 ca bệnh và 19 người chết. Bang New York tới nay ghi nhận hơn 7.000 ca và có 38 người chết. Ngày 20 tháng 3, ông Donald Trump thông báo Mỹ và Mexico đã nhất trí hạn chế việc đi lại không cần thiết qua biên giới giữa hai nước bắt đầu từ ngày 21 tháng 3. Cuba, Bolivia đóng cửa biên giới, Brazil giảm mạnh dự báo tăng trưởng. Theo hãng AFP, Cuba và Bolivia ngày 20 tháng 3 công bố sẽ đóng cửa biên giới với người nước ngoài để ngăn dịch COVID-19. Theo hãng AFP, Cuba và Bolivia ngày 20 tháng 3 công bố sẽ đóng cửa biên giới với các nước ở lân cận để ngăn chặn dịch COVID-19. Lệnh đóng cửa biên giới của Cuba có hiệu lực từ thứ ba tuần tới ngày 24 tháng 3 và kéo dài trong 30 ngày. Bolivia tuyên bố đóng cửa biên giới, tạm ngừng các hoạt động giao thông vận tải liên tỉnh, liên khu bằng đường bộ, đường sông cho đến hết tháng này. Chính phủ Bolivia cũng đang nghiên cứu khả năng áp dụng lệnh cách ly toàn bộ. Nước này mới chỉ có hơn 15 ca bệnh COVID-19 nhưng dự kiến tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 5 tháng 3, ngày 3 tháng 5. Brazil hạ sâu mức dự trữ và dự báo tăng trưởng năm 2020 xuống gần bằng 0, chỉ còn 0,02% trên cơ sở đánh giá tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Các nước châu Mỹ Latin đang đẩy nhanh các biện pháp ngăn dịch khi tổng số ca nhiễm hơn 3.000, số người chết lên 33 người. Trung Quốc không có ca lây nhiễm nào trong nước này trong ngày thứ 3 liên tiếp. Theo hãng tin Reuters, chính quyền của Trung Cộng ngày 21 tháng 3 thông báo trong ngày 20 tháng 3 nước này không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong cộng đồng.
Ngày thứ ba liên tiếp, mặc dù số ca bệnh nhập khẩu vẫn tiếp tục tăng. Cụ thể, theo thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia ngày 20 tháng 3, Trung Quốc có thêm 41 ca mới, tất cả đều từ nước ngoài đưa vào, nâng tổng số ca bệnh virus Vũ Hán nhập khẩu mới tại Trung Quốc lên 269 trường hợp. Trong đó, số ca mới nhiều nhất tại Bắc Kinh. Thượng Hải có 16 thành phố khác và Trung Quốc cũng ghi nhận những ca bệnh từ nước ngoài vào. Về số ca tử vong tính tới cuối ngày 20 tháng 3, Trung Quốc đại lục có 3.255 người chết, tăng thêm 7 người so với ngày trước đó và tất cả đều ở tỉnh Hồ Bắc. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.